anh là kẻ khát máu đúng không? Alex còn có khả năng giết người trong vòng 3 giây chỉ bằng một ánh nhìn. Góp ý lần sau có đi cãi lộn làm ơn uống nước giá hay nhậm kẹo the cho nó thông họng. Đây là nơi có thâm gian quá. Alex, cắn em đi. Biến thành ma cà rồng. Cắn em đi. Cắn em đi. Cắn em đi. Anh biết tất cả những chuyện này nó là một cơn ác mộng đối với em. Ê, dìm hàng phải không? Ờ, thiệt phải không? Không. Cháu ảnh một mình phải không? Ở Thảo anh không. Thảo là kẻ khát máu. Hài Liên. Cha. 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 Hai người tới ăn chè. Tôi hỏi ăn chè gì không? Nó hỏi chè đậu trắng có không? Chè đậu xanh có không? Chè đậu đỏ có không? Nó xin ăn chè tổ yến. Chịu nổi không? Nghe chè chửi chồng à. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Vợ nói đi. Mình phải từ bi.